Ra đời của Hadico Group là sự thành công của thương hiệu gạch Đồng Tâm Quảng Bình. Đồng Tâm Quảng Bình được ra đời từ năm 2009. Với hơn 10 năm trên thương trường, chúng tôi đã xây dựng được 2 cơ sở và phục vụ cho hàng trăm đại lý, không những trong tỉnh mà vươn xa ra Hà Tĩnh và vào Quảng Trị. Với tiêu chí gắn kết ngôi nhà Việt, mang lại cho ngôi nhà của bạn một sự hoàn hảo, không những chắc bền mà đẹp lộng lẫy về nội thất. Hadico Group là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị nội thất phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, nhà bếp đến từ trong nước và đặc biệt các nước châu Âu như Đức, Ý, Tây Ban Nha. Showroom Hadico Group giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm trang trí, vật liệu trang trí nội thất cao cấp, mang phong cách hiện đại đến từ các nước châu Âu, cùng dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp cho ngôi nhà của bạn. Các thương hiệu liên kết với Showroom Hadico Group bao gồm gạch men cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước như Nice, công nghệ Liên bang Đức và được tọa lạc trên vùng đất sét lý tưởng tại tỉnh Hải Dương, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu đi châu Âu. VID Nam Định, men kim cương, Viglacera, thiết bị vệ sinh và phòng tắm đến từ các thương hiệu như Hàn Quốc, hãng DK của Nga, Viglacera, thiết bị nhà bếp cao cấp đến với các thương hiệu Thái Lan, Malaysia, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ. Với mục tiêu hoàn thiện dịch vụ, đáp ứng tốt cho nhu cầu của khách hàng và trở thành chuỗi showroom cung ứng nội thất chất lượng trên thị trường Việt Nam, Hadico Group luôn giữ vững niềm tin, không ngừng cung cấp những dòng sản phẩm đạt chất lượng ưu việt, giá cả phù hợp, cải tiến mẫu mã. Cùng tiêu chí thổi hồn vào ngôi nhà của bạn, Hadico Group khẳng định về uy tín chất lượng để luôn là địa chỉ mua sắm đáng tin cậy đối với khách hàng. Showroom Hadico Group cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công trọn gói một cách chuyên nghiệp cho khách hàng khi mua combo các sản phẩm tại đây. Với đội ngũ nhân lực của Hadico Group giàu kinh nghiệm, sự tận tâm trong nghề, luôn mong muốn không chỉ cung cấp cho quý khách hàng sự hài lòng về sản phẩm nội thất, mà muốn lan tỏa, thổi hồn sáng tạo, sự nhiệt huyết của mình trong những không gian hoàn hảo, tiện nghi và sang trọng. Showroom Hadico Group có địa chỉ tại ngã tư Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.